biết được một điều này sẽ giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền hơn đây là một bài học mà nó khiến cho mình tốn rất là nhiều tiền và tuổi trẻ mất rất là nhiều năm để mà mình có thể sửa lại được cái lỗi sai đó so nếu mà bạn nhận ra nó sớm mình cam đoan là nó sẽ giúp bạn rất là nhiều trên cái việc phát triển sự nghiệp của bạn đó là biết lắng nghe người có kinh nghiệm đúng cách hồi xưa khi mà mình vừa mới đi du học úc thì mình vừa mới qua luôn là mình đi làm thêm làm nấu ăn ở trong bếp thì ngay trong cái tuần đầu tiên mà mình làm thêm ở đó luôn thì cô chủ nhà hàng kêu là thằng huy là nó chỉ có rưỡi chén thôi thằng này nó không có năng khiếu cô không có dạy nấu ăn cho con đâu thì mình nghĩ giống đầu kiểu what mặc dù là mình cũng không có ý định là trở thành là đầu bếp trụ cột của cái nhà hàng này nhưng mà khi mà nghe như vậy mình cũng tự ái mình nghĩ giống đầu là con sẽ chứng minh cho cô thấy <laughs> sau so, bẵng đi sau 3 năm sau khi mà mình đã đổi nhiều chỗ làm thì mình vẫn luôn bị đánh giá là Thằng không có khả năng nấu nướng Mình chiên chả giò Mình chỉ đơn giản là mình bỏ chả giò vô trong cái chảo dầu thôi Mà mình cũng không xác định được là lúc nào mà nó chín hay là nó chưa chín nữa Và các bạn biết không Khi mà rất là nhiều người Ở nhiều trường hợp khác nhau Họ cùng đi đến một cái kết luận Thì đến một lúc nào đó Mình cũng phải chấp nhận sự thật Đó là uh, Hồi xưa Cô ở nhà hàng đầu tiên đó Cô chê là đúng Và Khi mà mình nhìn lại Mình nghĩ là Nếu mà ngày xưa Mình chịu nghe lời chê của cô Maybe là mình sẽ tránh xa những cái công việc nào đó mà nó dính dáng tới nấu nướng, bếp nút thì mình đã có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, rất là nhiều trí óc trong cái chuyện là mỗi ngày đi làm ở cái 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 một cái lĩnh vực nào đó mà mình không có giỏi về, không có khả năng về và maybe là mình đã có thể phát triển cái sự nghiệp của mình theo một cái hướng khác nó tốt hơn. So mình nghĩ là bạn cũng vậy, nếu mà bạn chịu lắng nghe những người nào mà họ đã có kinh nghiệm, họ có nhiều trải nghiệm rồi thì người ta ship cho bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, tránh phạm phải những cái sai lầm. Tuy nhiên, có một điều mà mình nghĩ là rất là quan trọng đó là khi mà chúng ta lắng nghe lời khuyên á, chúng ta phải phân biệt nó giữa cái chuyện đó là một cái đánh giá hay nó là một cái hành vi. Bạn phải nhận ra được á là cái điều mà người ta nói về bạn đó là một cái đánh giá chung hay là họ đang phân tích một cái behavior, một cái hành động, hành vi nào đó mà bạn làm. Thì cái khác biệt ở đây là gì và tại sao cái chuyện đó nó lại quan trọng. Quay trở lại câu chuyện hồi nãy, cô chủ nhà hàng của mình á kêu là thằng Huy nó không có uh, năng khiếu về nấu nướng thì đó là cái đánh giá của cô Right. Nhưng mà cụ thể là cái điều gì khiến cho cô đi đến cái kết luận như vậy? Không có năng khiếu nghĩa là sao? Khả năng cao là trong lúc mà mình làm việc à, ở trong bếp đó Cô quan sát được những cái hành động, những cái hành vi nào đó của mình Dẫn cổ đến cái kết luận đó Nó có thể là cái lúc mà mình cầm chảo cái tay mình hay rung right? Hoặc là khi mà mình đổ đồ ăn ra nó không có dứt khoát Mắt của mình phân tích màu nó không có tốt lắm Nó dẫn tới việc là mình không phân biệt là lúc nào chảy dầu nó chín vậy hay chảy dầu chưa Thì những người nào mà họ đã làm lâu trong nghề người ta có rất là nhiều trải nghiệm rồi người ta sẽ nhìn thấy được những cái gì mà người khác không thấy nhưng mà đôi khi đó, họ cũng không nhận ra được cái khác biệt đó là gì cho nên là người ta sẽ đưa ra những cái đánh giá chung ví dụ như là ờ thằng này dở quá ờ à, thằng này không có năng khiếu sẽ... nhưng mà bạn sẽ muốn biết chính xác là dở đây là gì cái hành động nào khiến cho những người có kinh nghiệm họ gọi cái này là dở Right? Tại vì chỉ khi mà người ta chỉ cho bạn được là cái hành vi nào, cái hành động nào bạn làm khiến cho họ đi đến cái kết luận như vậy thì lúc đó bạn mới biết là à thì ra đây là cái hành vi mình làm và nó không có hay mình có thể sửa lại hoặc là bạn chọn là ờ à, cái này khó quá nó không có xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra để mà sửa thôi mình làm cái khác dù bạn chọn là cái gì thì chỉ khi nào bạn xét được được cái hành vi tạo ra cái sự khác biệt đó thì lúc đó những cái lời đánh giá những cái lời khuyên từ những cái người mà có nhiều kinh nghiệm đó nó mới có nhiều giá trị right? Mà lấy ví dụ nếu mà Uh, bạn vào trong web chạy creator.com thì mình có một cái chương trình chỉ bạn về cách xây thương hiệu cá nhân miễn phí. All right. Thì nếu mà bạn đã xem rồi thì bạn sẽ biết là giọng nói là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trong việc là cái video của bạn có được nhiều người xem hay không. So, bạn thử tưởng tượng nếu mà mình làm việc với những bạn khách hàng của mình mà mình kêu là anh thấy giọng của em dở quá, em nói hay lên, dở là sao? nói hay lên là như thế nào làm sao người ta biết được cái hành động nào mà người ta cần làm để mà cải thiện cái chuyện đó đúng không nó cần phải được break down xuống thành cái hành vi nào đó mà người ta có thể thực hiện được ví dụ như là anh nghĩ là em nói hơi chậm em có thể nói nhanh hơn rồi right? hay là anh nghĩ là em đang nói một tông giọng anh nghĩ là em nên lên giọng xuống giọng trong câu nói để mà tạo ra cái độ thú vị trong cái cách mà em trình bày thì lúc này người ta sẽ biết được cụ thể là cái hành động cái hành vi nào tạo ra cái giọng hay giọng dở và làm thế nào để mà người ta có thể cải thiện cái chuyện đó nó gọi là actionable advice right so quay trở lại khi mà bạn gặp và bạn có thể nhận được những cái lời khuyên từ những người có nhiều kinh nghiệm á bạn không muốn người ta đánh giá chung về bạn mà bạn muốn người ta đưa ra những cái phân tích về hành vi hành động mà bạn làm và nếu bạn làm việc với những người sếp những người có chuyên bạn làm việc với bạn mà người ta có nhiều kinh nghiệm thì người ta sẽ biết cái này nhưng mà trên thực tế là nó nó sẽ hiếm tại vì không phải ai họ cũng có cái khả năng trong cái việc là hướng dẫn người khác số nhiệm vụ của bạn khi mà bạn gặp những người có kinh nghiệm á bạn sẽ tự muốn moi cái 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 phân tích đó ra từ họ ví dụ như sếp bạn chê bạn là bạn không biết cách bán hàng bán hàng dở thì bạn phải hỏi với sếp là ok anh anh kêu anh bán hàng dở nhưng mà tại sao anh nghĩ như vậy thì tao coi cái cách mà mày nói chuyện với khách hàng đó à, thì cái lúc mà em nói chuyện với khách hàng đó, anh thấy cái 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 nào là em dở à cái đoạn nào dở trong cái đoạn đó anh nghĩ là do cái giọng em dở hay là cái điều em nói nó dở rồi trong cái giọng em anh nghĩ là do cái tốc độ em nói nó chậm hay là do em lên xuống giọng hay là do em không nhấn nhé rồi right. hay là còn nếu mà do cái câu chữ em nói thì là cái gì sai là do cái cách em xưng hô là do cái từ em sử dụng và khi mà bạn xác định ra được đâu là những cái hành động cụ thể tạo ra cái đánh giá giỏi dở xịn không xịn thì lúc đó bạn sẽ biết cách làm thế nào để cải thiện và sẽ sớm thành công hơn Good luck, bạn